Ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang đã dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung tri ân công lao các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo vua tổ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua. Dưới sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của Đảng, Nhà nước, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn và thách thức, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, phát huy các tiềm năng, lợi thế vùng đất tổ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước. Tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất tổ ngày càng giàu mạnh, chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu tổ tiên để con cháu lạc hồng, đời đời thờ phụng. Sau nghi thức dâng hương tại Thượng Cung, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước và dâng hương tại Lăng Hùng Vương.